Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Nội dung của video hôm nay mình muốn chia sẻ và gửi tới quý vị khán giả và các bạn đó chính là những công dụng trị bệnh của cây sạ đen. Cây sạ đen được mệnh danh là một dược liệu rất quý, có tác dụng giúp hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, đặc biệt ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú. Ngoài ra, sạ đen còn có tác dụng giúp hỗ trợ bảo vệ gan, giúp giải độc gan, thanh lọc cơ thể, ổn định huyết áp, trị mụn nhọt, lở ngứa, mày đay. Vậy trong cây sạ đen có chứa những thành phần hoạt chất gì? Cây sạ đen trị được những bệnh gì? Và cách sử dụng sạ đen để điều trị bệnh như thế nào cho đúng cách và tốt nhất? Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm và muốn tìm hiểu về cây sạ đen, hãy bớt chút thời gian để theo dõi hết video của mình. Mình sẽ có 4 phần chính để gửi tới các bạn như sau. Phần thứ nhất, tìm hiểu chung về cây sạ đen, những thành phần hoạt chất có chứa trong cây sạ đen. Phần thứ hai, công dụng trị bệnh của cây sạ đen. Phần thứ ba, cách sử dụng cây sạ đen. Phần thứ tư, những lưu ý đặc biệt trong quá trình sử dụng cây sạ đen để hỗ trợ điều trị bệnh. Và trước khi đi vào nội dung chính, mình cũng có đôi lời nhắn nhủ gửi tới quý vị khán giả và các bạn xem video. Hãy nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và các bạn hãy nhớ bấm vào nút chuông thông báo để mỗi khi mình xuất bản video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video đó. Và bây giờ mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ nhất, tìm hiểu chung về cây sạ đen. Những thành phần hoạt chất có chứa trong cây sạ đen. Cây sạ đen hay còn được gọi là cây quả nâu, cây bách giải, cây bạch vạn hoa, cây thanh giang đẳng, cây dây gối. Cây sạ đen có tên khoa học là Celectrus hirudecin ben S. Hoc, họ dây gối Celectra asce. Cây sạ đen có đặc điểm là thân dây leo hoặc thân gỗ. Cây còn non, có màu xanh và không có lớp lông bao phủ bên ngoài thân cây. Và khi cây đã trưởng thành hoặc cây già, chuyển sang màu nâu đậm và có lớp lông mịn phủ ở ngoài thân cây. Lá sạ đen mọc so le, hình bầu dục. Hoa sạ đen màu trắng, mọc thành từng chùm ở kẽ lá hoặc ở ngọn cây. Quả sạ đen có hình trứng màu xanh và khi chín thì tách thành ba mảnh. Các bộ phận dùng bao gồm có lá, thân, hoa và quả của cây sạ đen. Sạ đen có thể dùng ở dạng xanh tươi hoặc là dạng đã phơi khô. Sạ đen khi phơi khô có mùi thơm nhẹ. Trong cây sạ đen có chứa các thành phần hoạt chất như các carphenol, các flavonoid, terpenoid, các axit amin, quinon, tannin và các loại vitamin. Tiếp theo mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ hai, công dụng trị bệnh của cây sạ đen. Công dụng đầu tiên được kể tới của cây sạ đen đó chính là hỗ trợ điều trị và phòng ngừa ung thư, trị khối u. Các hoạt chất có chứa trong cây sạ đen như các flavonoid, polyphenol, quinon có khả năng chống lại sự hình thành các khối u, ức chế và ngăn cản các tế bào ung thư phát triển, đồng thời tiêu diệt chúng, từ đó dẫn tới hạn chế sự di căn của các khối u. Nên cây sạ đen đã được mệnh danh là một dược liệu vô cùng quý để hỗ trợ điều trị ung thư như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú. Cây sạ đen có tác dụng giúp chống oxy hóa. Các hoạt chất có chứa trong cây sạ đen có tác dụng giúp chống lại các gốc tự do, tác nhân gây ra những bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường và những bệnh lý khác. Cây sạ đen có tác dụng giúp ổn định huyết áp. Khi sử dụng cây sạ đen thường xuyên có tác dụng giúp ổn định huyết áp, đặc biệt tốt cho những người bị huyết áp cao. Còn đối với những người bị huyết áp thấp hoặc đang bị tụt huyết áp, khi sử dụng sạ đen cần phải thêm vào một chút gừng. Cây sạ đen có tác dụng giúp bảo vệ gan, giúp mát gan, giải độc, thanh lọc cơ thể. Theo nghiên cứu, cây sạ đen có tác dụng giúp hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, men gan cao, giúp bảo vệ gan, mát gan, giải độc và thanh lọc cơ thể. Cây sạ đen có tác dụng giúp an thần, dễ ngủ, giúp ổn định thần kinh trung ương, giúp ăn ngon. Theo nghiên cứu, cây sạ đen có tác dụng rất tốt đối với những người bị suy nhược cơ thể, gầy ốm, xanh xao, thiếu máu, kém ăn, kém ngủ. Những trường hợp này sử dụng cây sạ đen đúng cách và đúng liều lượng sẽ có tác dụng giúp làm lưu thông máu huyết, giúp an thần, dễ ngủ, ngủ ngon giấc, giúp ăn ngon, trị những triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu. Cây sạ đen có tác dụng giúp chống nhiễm khuẩn. Các hoạt chất có chứa trong cây sạ đen như saponin, triterpenoid có tác dụng giúp kìm hãm và chống lại sự phát triển của vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể gây bệnh, giúp bảo vệ cơ thể.
Cây xạ đen có tác dụng giúp trị mụn nhọt, lở ngứa ở trên da. Các hoạt chất như tannin, các flavonoid và vitamin có chứa trong cây xạ đen có tác dụng giúp làm săn se niêm mạc ở trên da, giúp vết thương ở trên da nhanh lành, trị mày đay, mụn nhọt và lở ngứa khi dùng ở ngoài da. Cây xạ đen có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Các hoạt chất có chứa trong cây xạ đen như flavonoid, các loại vitamin, các axit amin có tác dụng giúp bồi bổ cơ thể, nâng đỡ sức khỏe cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng chống bệnh tật. Cây xạ đen có tác dụng giúp trị đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp, gai cột sống. Do các thành phần hoạt chất có chứa trong cây xạ đen có tác dụng giúp kháng viêm, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp. Cây xạ đen có tác dụng giúp làm đẹp da. Do các thành phần hoạt chất có chứa trong cây xạ đen như các loại vitamin, axit amin, tác dụng giúp chống oxy hóa tế bào, giúp làm đẹp da. Tiếp theo, mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ ba, cách sử dụng cây xạ đen. Cây xạ đen là một dược liệu rất quý để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, giúp tăng cường sức đề kháng, giúp bảo vệ gan, giúp ổn định huyết áp. Tuy nhiên, sử dụng cây xạ đen phải đúng cách và đúng liều lượng thì sẽ mang lại được hiệu quả tốt và không ảnh hưởng tới sức khỏe. Cây xạ đen có thể sử dụng xạ đen tươi hoặc là xạ đen đã phơi khô hoặc sấy khô. Xạ đen có thể sử dụng đơn độc hoặc kết hợp với một số vị dược liệu để tạo nên những bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh. Xạ đen sử dụng đơn độc, trung bình đối với người lớn, một ngày các bạn có thể sử dụng từ 50 tới 70 gram xạ đen tươi hoặc 15 tới 30 gram xạ đen đã phơi khô, sắc với 2 lít nước, chia làm nhiều lần, làm nước uống trong ngày. Các bạn có thể sử dụng thường xuyên trong từ 1 tới 2 tháng liền để hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, để mát gan, giải độc, thanh lọc cơ thể, ổn định huyết áp. Xạ đen có thể phối hợp với một số các vị dược liệu khác để tạo nên những bài thuốc như sau. Xạ đen thanh nhiệt, lợi tiểu, thông kinh. Các bạn hãy sử dụng 15g xạ đen đã phơi khô, kết hợp với 12g kim ngân hoa, phối hợp với 2 lít nước, đun sôi trong vòng từ 5 tới 10 phút. Các bạn dùng nước đó chia làm nhiều lần uống trong ngày. Có thể sử dụng từ 10 tới 15 ngày liền. Xạ đen giúp tăng cường sức đề kháng, giúp ổn định thần kinh trung ương, giúp dễ ngủ. Các bạn hãy sử dụng 15g xạ đen đã phơi khô, nấm linh chi 10g, giảo cổ lam 10g, kết hợp với 2 lít nước sắc trong vòng từ 10 tới 15 phút, chia làm nhiều lần uống trong ngày. Xạ đen hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan. Các bạn hãy sử dụng 50g xạ đen đã phơi khô với mật nhân 10g, cà gai leo 20g, phối hợp với 2 lít nước, sắc trong vòng từ 15 tới 20 phút, lấy nước đó chia làm nhiều lần uống trong ngày, có thể sử dụng từ 1 tới 2 tháng liền. Xạ đen trị mụn nhọt, lở ngứa, mày đay ở ngoài da. Các bạn hãy sử dụng một nắm lá xạ đen tươi, giã nát và đắp lên vùng bị mụn nhọt, lở ngứa ở ngoài da mỗi ngày một lần, sử dụng từ 3 tới 5 ngày liền. Xạ đen hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú. Các bạn hãy sử dụng xạ đen đã phơi khô 50g, cây hoàn ngọc đã phơi khô 50g, bạch hoa xà 20g, bán chỉ liên 5g, kết hợp với 2 lít nước sắc từ 15 tới 20 phút. Các bạn chia làm nhiều lần uống trong ngày, thông thường uống sau các bữa ăn khoảng 30 phút. Các bạn có thể sử dụng liên tục từ 2 tới 3 tháng liền. Tiếp theo, mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ tư, những điều lưu ý đặc biệt khi sử dụng cây xạ đen. Cây xạ đen tuy là một vị thuốc quý, tuy nhiên để sử dụng xạ đen đúng cách, hợp lý, an toàn và mang lại được một hiệu quả tốt nhất, trước khi sử dụng xạ đen, các bạn cần phải xin tư vấn của bác sĩ và dược sĩ, tuyệt đối không được tự ý sử dụng cây xạ đen. Cây xạ đen không được sử dụng cho những người có tiền sử dị ứng với cây xạ đen. Cây xạ đen không sử dụng cho những người mắc bệnh thận vì có thể dẫn tới bị suy thận. Đối với phụ nữ có thai và cho con bú, không nên tự ý sử dụng cây xạ đen trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Cây xạ đen không sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Khi sử dụng cây xạ đen, không nên sử dụng các loại thức ăn như cà pháo, đậu xanh, rau muống. Các thức uống có chứa cồn sẽ làm giảm tác dụng của cây xạ đen. Khi sử dụng cây xạ đen, các bạn cần phải tuân thủ đúng theo hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sĩ, không sử dụng quá liều lượng cho phép vì có thể gây tụt huyết áp, gây hoa mắt, chóng mặt, gây nhức đầu, gây buồn nôn.
Dạ đen để nấu nước, để hãm hoặc là để sắc nước uống, các bạn nên sử dụng với một lượng vừa đủ để uống ở trong ngày, không nên để qua đêm vì có thể gây đau bụng, đầy bụng, chướng hơi và dẫn tới tiêu chảy. Tránh sử dụng cây sạn đen cho những người lái xe và vận hành máy móc vì có thể gây buồn ngủ, gây ngủ gà, ngủ gật. Về vấn đề tác dụng phụ khi sử dụng cây sạn đen, đã có một số ít trường hợp gặp những hiện tượng như bị nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, bị buồn nôn, bị đau bụng, bị tiêu chảy. Trong quá trình sử dụng cây sạn đen, nếu như các bạn gặp bất cứ một triệu chứng dị ứng hoặc một tác dụng phụ không mong muốn nào đó, kể cả những tác dụng phụ mình chưa liệt kê ở trên, thì các bạn hãy dừng sử dụng cây sạn đen lại và xin tư vấn của bác sĩ và dược sĩ. Nói về vấn đề tương tác thuốc khi sử dụng cây sạn đen, các bạn không được tự ý phối hợp cây sạn đen cùng với các dược liệu khác hoặc các loại thuốc khác, các loại sản phẩm, thực phẩm chức năng khác. Tốt nhất là trước khi sử dụng cây sạn đen, các bạn cần phải trình bày với bác sĩ về những loại thuốc, những loại dược liệu mà các bạn đang sử dụng để xin tư vấn của bác sĩ và dược sĩ về vấn đề sử dụng cây sạn đen với những loại thuốc khác, những loại dược liệu khác để tránh gây tương tác thuốc có thể xảy ra. Trên đây mình đã chia sẻ và gửi tới quý vị khán giả và các bạn về cây sạn đen, những tác dụng tuyệt vời trong điều trị bệnh. Nếu như các bạn còn có những câu hỏi, những thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này hoặc inbox trực tiếp vào Zalo cho mình sẽ tư vấn và giải đáp giúp các bạn. Phần trình bày của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.